Tôi là FBNC Trung tâm xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, đây là bản tin FBNC hôm nay thứ Sáu ngày 5 tháng 7. Sau đây là các thông tin nổi bật. 50 nhà cung cấp đã được mở lại đơn hàng tại Big C. Dự báo lạm phát 2019 được kiểm soát ở mức 3,1-3,5%. 6 tháng đầu năm tăng trưởng tín dụng đạt 7,33%. Thưa quý vị, 50 trên tổng số 200 nhà cung cấp dệt may của Việt Nam đã được Big C mở lại đơn hàng trong ngày 4 tháng 7. Đây là thông tin mà Bộ Công Thương đưa ra tại buổi họp thường kỳ ngay sau khi đã làm việc với tập đoàn Central Group Việt Nam, đơn vị sở hữu hệ thống siêu thị Big C. Trong 2 tuần tới, Big C sẽ mở lại đơn hàng với khoảng 100 nhà cung cấp nữa. Riêng 50 nhà cung cấp còn lại, Big C sẽ cần thời gian lâu hơn để đến đánh giá trực tiếp xem xét về năng lực sản xuất, chất lượng, giá cả có thể đáp ứng được với yêu cầu của tập đoàn không. Liên quan đến vấn đề này, Bộ Công Thương khẳng định, ngoài việc tạo điều kiện cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có Big C, Bộ sẽ kiên quyết bảo vệ quyền lợi của các doanh nghiệp và bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng Việt Nam. Thì trước hết đấy là việc của doanh nghiệp và phải được giải quyết trên cái cơ sở hợp đồng đã ký giữa Big C với các cái đối tác Việt Nam, ở đây là các nhà cung cấp Việt Nam, và phải tuân thủ các quy định khác của pháp luật Việt Nam, vì cũng có rất nhiều các quy định, ví dụ liên quan đến bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, rồi liên quan đến cái về luật cạnh tranh, rồi cũng rất nhiều các vấn đề khác. Trước đó, vào ngày 2 tháng 7, tập đoàn Central Group thông báo về việc siêu thị Big C sẽ tạm dừng thu mua sản phẩm may mặc từ các nhà cung cấp tại Việt Nam. Tập đoàn cho biết việc dừng mua hàng may mặc của các doanh nghiệp chỉ là tạm thời, kéo dài trong vòng 15 ngày. Các đơn hàng đã ký vẫn sẽ tiếp tục được thực hiện. Lạm phát 6 tháng đầu năm ở mức 2,64%, cùng với thông tin diễn biến thị trường giá cả, nhiều chuyên gia kinh tế đã không ngần ngại dự báo chỉ số giá tiêu dùng CPI năm nay sẽ được kiểm soát ở mức 3,1-3,5%. Thông tin từ hội thảo diễn biến thị trường giá cả diễn ra mới đây. Mặc dù các đợt tăng sốc giá điện và giá xăng dầu vào tháng 3 và tháng 4, nhưng lạm phát trung bình 6 tháng đầu năm vẫn được kiểm soát ở mức thấp 2,64%. Diễn biến chỉ số giá tiêu dùng được đánh giá là tương đối sát với dự báo từ đầu năm và nằm trong kịch bản CPI tăng thấp. Tôi cũng lo ngại là cái lạm phát cơ bản của 6 tháng đầu năm nó tương đối cao, và cái này nó sẽ ảnh hưởng đến CPI. Một điểm nữa là giá thịt lợn sẽ có thể tăng mạnh ở cuối năm, và cái giá thịt lợn này nó đóng vai trò rất quan trọng trong cái rổ thực phẩm của chúng ta. Dự báo 6 tháng cuối năm, biến động phức tạp của giá nhiên liệu, tác động vòng hai của việc tăng giá điện hay rủi ro từ thiên tai đều tiếp tục tác động trực tiếp lên mặt bằng giá. Chính phủ, các bộ ngành là điều hành rất quyết liệt, thậm chí rất sát sao chỉ đạo để làm sao đấy để kiềm chế cái tốc độ lạm phát đó, rồi kiên định cái mục tiêu là ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, cho nên nó cũng làm cho cái chỉ số CPI vừa rồi ở mức 2,64%. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng chỉ ra một số yếu tố làm giảm áp lực lên mặt bằng giá, như nguồn cung hàng hóa thiết yếu đảm bảo, tỷ giá, lãi suất hiện hành vẫn đang được điều hành ổn định. Từ đó, nhiều dự báo lạc quan đã được đưa ra về CPI năm 2019 sẽ từ mức 3,1-3,5%. Thấp hơn cả mục tiêu đặt ra trước đó của chính phủ là CPI từ 3,3-3,9%. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã ban hành quyết định truy tố 12 bị can trong vụ án buôn bán thuốc ung thư giả xảy ra tại công ty cổ phần VN Pharma. Các bị can cùng bị truy tố về tội buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh theo khoản 4 điều 157 Bộ luật hình sự năm 1999, có khung hình phạt từ 20 năm đến chung thân, tử hình. Theo cáo trạng, từ năm 2012, 12 bị can liên quan đã làm giả tài liệu, hợp đồng, con dấu, nhập khẩu 9.300 hộp H Capita 500mg. Đồng thời, VN Pharma còn khai khống giá thuốc, thu lợi bất chính 6,8 tỷ đồng. Viện Kiểm soát Nhân dân tối cao đã yêu cầu cơ quan điều tra tiếp tục xử lý các hành vi khác của VN Pharma. Thưa quý vị, Bộ Giao thông Vận tải đang xây dựng dự thảo Nghị định số 46, trong đó sẽ sửa đổi, bổ sung và tăng nặng mức phạt hành vi vi phạm có nguy cơ mất an toàn giao thông, gây bức xúc trong dư luận xã hội như đi lùi hay chạy ngược chiều trên cao tốc. Cụ thể, dự thảo đang xây dựng theo hướng tăng mức xử phạt một số hành vi vi phạm liên quan đến đường cao tốc, như quay đầu trên đường cao đủ về hướng dẫn thiết kế, lắp đặt và làm chưa thống nhất, và vấn đề này cần phải cải thiện trong thời gian tới. Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU gọi tắt là EVFTA vừa được ký kết vào ngày 30 tháng 6 vừa qua, sau hơn 9 năm đàm phán. Dù đã có thời gian dài đàm phán, nhưng theo Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam Eurojam, Việt Nam vẫn còn nhiều điểm chưa sẵn sàng cho việc thực thi hiệp định. Và đại diện Hiệp hội này mong muốn chính phủ có thể nhanh chóng phổ biến các tác động của EVFTA đến tất cả các tỉnh thành trên cả nước.
Tại hội thảo với chủ đề GEVFTA What Happens Next diễn ra sáng ngày 5 tháng 7 tại thành phố Hồ Chí Minh, nhiều doanh nghiệp châu Âu lo ngại Việt Nam chưa sẵn sàng cho việc triển khai hiệp định. Về vấn đề này, ông Nicolas Audier, chủ tịch Eurosham nhận định một vài cam kết trong hiệp định sẽ là thách thức với cả chính phủ lẫn doanh nghiệp Việt Nam. Với doanh nghiệp, ông cho rằng các doanh nghiệp lớn dễ dàng đáp ứng các yêu cầu về xuất xứ hàng hóa, sở hữu trí tuệ, môi trường lao động v.v. để tận dụng cơ hội. Tuy nhiên, đại bộ phận doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong đáp ứng các tiêu chuẩn về môi trường, về lao động v.v. Với chính phủ, vị đại diện Eurocharm lo lắng nhất là việc hiểu và áp dụng đồng nhất các quy định thực thi hiệp định tại tất cả địa phương trên cả nước. Tôi hy vọng Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam châu Âu sẽ được phê chuẩn đầy đủ các nội dung vào cuối năm nay hoặc đầu năm sau. Chúng tôi cũng hy vọng chính phủ Việt Nam có thể phổ biến Hiệp định đến chính quyền của tất cả các địa phương để có thể hỗ trợ cho xuất khẩu của doanh nghiệp Việt Nam sang EU cũng như đầu tư của doanh nghiệp châu Âu vào Việt Nam. Tương tự, với Hiệp định Bảo hộ đầu tư, chúng tôi cũng mong muốn cơ quan cấp phép đầu tư của Việt Nam ở 64 tỉnh thành có cách hiểu và thực thi Hiệp định thống nhất để hỗ trợ cho doanh nghiệp. Theo Eurocharm, với hơn 85% dòng thuế các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam sang EU được xóa bỏ ngay sau khi hiệp định có hiệu lực và gần 99% các dòng thuế được xóa bỏ sau 7 năm, EVFTA sẽ thúc đẩy cho xuất khẩu của Việt Nam vào EU tăng 20% vào năm 2020 và 44,3% vào năm 2030. Nhờ hiệp định, GDP của Việt Nam trong giai đoạn 2019-2023 cũng sẽ tăng từ 2,1% đến 3,2% và tăng từ 4,5 đến 5,3% trong giai đoạn 2024-2028. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có báo cáo gửi chính phủ về các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn về phát triển nhóm doanh nghiệp này trên địa bàn một số địa phương. Tính đến ngày 20 tháng 6 năm 2019, có 50 trên 63 địa phương trên cả nước đã và đang xây dựng các kế hoạch, đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Nhiều bộ ngành đã tích cực rà soát và đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa và chuyển hậu kiểm các điều kiện kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý, đạt tỷ lệ vượt chỉ tiêu chính phủ đề ra. Hoàn thành công bố các thủ tục hành chính bị bãi bỏ trên cổng thông tin điện tử, đồng thời ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2019 nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành các quyết định công nhận điểm du lịch cấp thành phố với công viên Thiên đường Bảo Sơn, huyện Hoài Đức, Hà Nội và di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, Hà Nội. Theo đó, công ty trách nhiệm hữu hạn MTV Du lịch Giải trí Thiên đường Bảo Sơn và Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu Quốc Tử Giám có trách nhiệm tổ chức quản lý, khai thác, phát triển điểm du lịch theo đúng quy định của luật du lịch và các văn bản pháp luật liên quan. Văn Miếu Quốc Tử Giám là quần thể di tích về trường đại học đầu tiên của nước ta. Văn Miếu không chỉ là di tích lịch sử văn hóa mà còn là nơi được rất nhiều sĩ tử học trò tới đây để cầu may mắn trong thi cử học hành. Thiên đường Bảo Sơn là khu giải trí duy nhất tổng hợp cả lĩnh vực kinh tế và du lịch, là nơi kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại trong sự lựa chọn tinh hoa và hội tụ. Thưa quý vị, trong chương mục con số mỗi ngày của bản tin ngày hôm nay, chúng tôi sẽ nhắc đến con số là 7,33%. Ngân hàng Nhà nước cho biết tín dụng toàn bộ nền kinh tế đã tăng 7,33% trong 6 tháng đầu năm, trong đó cơ cấu tín dụng chuyển biến tích cực. Mức tăng này xấp xỉ với mức tăng của năm 2018, cơ cấu tín dụng vẫn đang chuyển biến tích cực, hỗ trợ đạt được tốc độ tăng trưởng 6 tháng đầu năm cao, có lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo và xuất khẩu. Các ngân hàng giảm lãi suất cho vay không chỉ đối với các khoản tín dụng cấp mới, mà kể cả các khoản dư nợ tín dụng trong 5 lĩnh vực ưu tiên đều được giảm lãi suất cho vay. Mặt bằng lãi suất huy động và cho vay về cơ bản ổn định, lãi suất cho vay ngắn hạn phổ biến ở mức từ 6 đến 9% một năm, từ 9 đến 11% đối với trung và dài hạn. Đối với khách hàng có tình hình tài chính lành mạnh, mức tín nhiệm cao, lãi suất sẽ ở mức ưu đãi hơn. Vốn tín dụng cơ bản đáp ứng được nhu cầu vốn cho đầu tư và sản xuất kinh doanh. Mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin thế giới ngay sau đây. Mỹ khen ngợi Anh bắt tàu chở dầu Iran tới Syria. Samsung báo lợi nhuận giảm hơn 50% do mảng chip nhớ đi xuống. Mời quý vị tiếp tục quay trở lại và theo dõi phần tin thế giới. Thưa quý vị, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton vừa mới lên tiếng khen ngợi Anh đã bắt giữ tàu chở dầu của Iran trên đường tới Syria. Ông Bolton cho rằng tàu chở dầu Iran vi phạm lệnh cấm vận của EU.
Lời khen ngợi của Bolton với đồng minh Anh được đưa ra sau khi cảnh sát biển Gibraltar dưới sự hỗ trợ của thủy quân lục chiến Hoàng gia Anh bắt tàu chở dầu MT Grace 1 trọng tải 300.000 tấn vào sáng sớm 4 tháng 7. Gibraltar là vùng lãnh thổ hải ngoại của Anh. Con tàu treo cờ Panama do công ty iShip Management có trụ sở tại Singapore quản lý. Iran xác nhận sở hữu lô hàng trên tàu và triệu tập đại sứ Anh tại Tehran để phản đối việc bắt tàu bất hợp pháp. Truyền thông nhà nước Iran khẳng định con tàu xuất phát từ cảng Bandar Aselia của nước này và đang chở dầu thô tới cảng Basra của Iraq. Tuy nhiên, Bộ trưởng Gibraltar Fabian Picardo tuyên bố số dầu của Grace 1 đang trên đường tới nhà máy lọc dầu Banias ở Syria, vốn đang chịu lệnh trừng phạt của EU. EU từ cuối năm 2011 áp lệnh trừng phạt đối với Syria do xung đột ở nước này, áp dụng với ngành sản xuất dầu mỏ và hoạt động đầu tư cùng khoảng 227 quan chức. Hãng tin Reuters cho hay hình ảnh vệ tinh cho thấy rừng mưa Amazon ở Brazil đã bị tàn phá nghiêm trọng. Nạn phá rừng tại đây trong tháng 6 đã tăng hơn 88% so với cùng kỳ năm trước. Đó là tháng thứ hai liên tiếp ghi nạn phá rừng được ghi nhận tăng cao kể từ khi Tổng thống Jair Bolsonaro nhậm chức và lên tiếng kêu gọi phát triển kinh tế ở khu vực này. Các nhóm hoạt động môi trường gọi đây là nạn phá rừng của Bolsonaro. Đối với những người theo dõi tình hình ở Brazil, điều này không có gì mới. Nạn phá rừng ở Brazil đã có lúc tăng lúc giảm như nước thủy triều trong nhiều năm qua, một số năm còn tồi tệ hơn những năm khác, bất kể thời điểm đó là dưới thời lãnh đạo của vị Tổng thống nào. Nhu cầu mua đậu nành Brazil của Trung Quốc ngày càng tăng. Đây là lý do chính giải thích tại sao diện tích đất trồng đậu nành đã được mở rộng trong những năm gần đây tại nước này. Năm ngoái, Trung Quốc đã mua 10 triệu tấn đậu nành của Brazil. Brazil đã mở rộng một diện tích kỷ lục để trồng đậu nành, mặc dù mở rộng diện tích đất trồng đậu nành không nhất thiết phải chặt phá rừng. Đôi khi việc mở rộng đất trồng đậu nành phải trả giá bằng những thứ khác, chẳng hạn như mất đi những đồng cỏ cho gia súc hoặc các loại cây trồng khác. Hãng công nghệ Samsung báo lợi nhuận hoạt động quý 2 giảm hơn 50% so với cùng kỳ năm trước do nhu cầu ảm đạm đối với con chip và di động thông minh cao cấp của hãng này trong bối cảnh căng thẳng thương mại Mỹ-Trung. Nhà sản xuất điện thoại thông minh lớn nhất thế giới ngày 5 tháng 7 cho biết lợi nhuận hoạt động trong quý 2 của công ty giảm 56%, xuống còn khoảng 6.500 tỷ won, tương đương 5,6 tỷ đô la Mỹ. Máy chip nhớ của Samsung vẫn là thước đo nhu cầu toàn cầu đối với các thiết bị từ máy tính cho đến smartphone và vẫn là một trong những linh kiện chịu ảnh hưởng lớn nhất kể từ khi thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt đầu có lực vào tháng 5. Mối quan ngại đối với mảng kinh doanh mang lại lợi nhuận lớn nhất của Samsung càng tăng thêm khi mới đây Nhật Bản ra lệnh hạn chế xuất khẩu đối với các vật liệu cần thiết để sản xuất con chip và màn hình. Điều này có thể ảnh hưởng lớn tới Samsung và đối thủ SK Hynix. Hôm thứ Năm 4 tháng 7, những người hâm mộ Michael Jackson đã nộp đơn kiện hai người tự xưng là nạn nhân ấu dâm của ngôi sao ca nhạc lừng danh thế giới này tại một tòa án ở Pháp. Những người nộp đơn kiện cho rằng hai người đàn ông này cố tình làm hạ thấp uy tín của Michael Jackson. Những người hâm mộ vừa tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm ngày mất của ca sĩ này. Những người hâm mộ cáo buộc Wade Robson và James Safechuck đã cố tình làm tổn hại đến danh tiếng của ông hoàng nhạc pop trong bộ phim tài liệu có tên Living Neverland do HBO phát hành. Trong bộ phim, Robson và Safechuck cho biết đã bị Jackson lạm dụng tình dục khi hai người còn nhỏ. Vào những năm 90 của thế kỷ trước, lúc đó hai người này mới lên 7 và 10 tuổi. Hai bị đơn đã không xuất hiện tại tòa và cũng không thuê luật sư biện hộ. Sau khi bộ phim Living Neverland được công chiếu, nhiều đài phát thanh trên thế giới đã tẩy chay nhạc của Jackson. Thưa quý vị, trong thời gian qua, hàng trăm hộ dân sinh sống ven sông Cú Đê, thành phố Đà Nẵng đã liên tục phản ánh về việc dự án Golden Hills do công ty Trung Nam Land làm chủ đầu tư đã có hành vi đổ đất lấn sông Cú Đê, đoạn qua địa bàn phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu. Phản ánh của phóng viên chúng tôi tại Đà Nẵng. Đây là khu vực được cho là lấn sông của dự án Golden Hills. Theo người dân địa phương, trước đây khu vực này là cồn cát có dòng sông chảy qua, thế nhưng giờ đây lại bị đổ đất lấn ra cả chục mét. Điều này khiến cho người dân tại khu vực này rất bức xúc. Từ trong mép cũ mà ra có nơi là 15, có nơi 20 mét, có nơi 30 mét, có nơi 50 mét. Bởi vì trước đây là cái ngày này là cái thành cái nguồn viết này, xuống này là nhộng lại. Nhưng mà ban ngày thì là họ là không đổ, mà họ đổ ban đêm. Khi chúng tôi phát hiện ra là họ lấn sông ra quá nhiều. Là hiện nay Trung Nam lấn sông quá nhiều, do đó là vừa trừ thì nhân dân hiện nay thì họ bức xúc. Do đó thì đề nghị các cấp và tổ điều kiện đang để kiểm tra. Xem thử Trung Nam lòng nữa có đúng hay chưa. Cái mùa mưa thì rất khó khăn rồi đó, bị đổ nước, tức là lắng qua đây cho nên nước phải dâng lên, nhờ dâng thì sẽ bị ngập nước. Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Hòa Hiệp Bắc, thì khu vực này dân phản ánh thuộc khu D2 của dự án khu đô thị Golden Hills do công ty cổ phần Trung Nam làm chủ đầu tư. Cơ quan chức năng đã kiểm tra và xác định khu vực san lấp có chiều dài hơn 500 mét. Chủ đầu tư thực hiện san lấp đa phần đúng theo kế hoạch.
Tuy nhiên, có một vị trí lấn ra 1,3 mét, khoảng 10 mét vuông, nên yêu cầu chủ đầu tư tạm dừng thi công. Cơ bản là trung nông đều nằm trong này hết, chứ không lấn, không trồng lấn ra bên sông. Tuy nhiên là trong cái quá trình mà san lấp á, thì nó có một cái chỗ tuy là rất nhỏ nhưng mà chúng tôi cũng đề nghị phải khắc phục. Tài xế xe sang, họ sang đất ra thì nó có trài xuống sông một ít, thì với một cái diện tích khoảng từ 8 đến 10 mét vuông. Đấy, và chúng tôi sẽ có hướng khắc phục ngay và chúng tôi sẽ xử lý trong một vài ngày tới. Liên quan đến việc tổ chức thi công xây dựng dự án lấn sông làm cản trở dòng chảy tại dự án này, ngày 4 tháng 7, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã chỉ đạo Sở Xây dựng và Ủy ban Nhân dân quận Liên Chiểu tổ chức giám sát việc dừng thi công của chủ đầu tư để tiến hành kiểm tra lại mốc giới theo đúng mặt bằng đã được phê duyệt, xác định cụ thể việc thi công san nền có lấn sông Cú Đê hay không. Xử lý vi phạm hành chính đối với các bên liên quan về việc tổ chức thi công san nền chưa có ý kiến chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Phiên dịch ngày thứ 6 mặc dù có rung lắc với tổng số mã tăng điểm ít hơn số mã giảm, nhưng VN Index vẫn chúc tuần thành công tiến lên một mốc cao hơn 975 điểm. Giao dịch trên sàn HOSE giằng co quanh mốc tham chiếu nhưng các cổ phiếu blue chip vẫn tăng điểm tích cực, bao gồm VRE tăng gần 3.000 đồng lên 37.150 đồng một cổ phiếu, SAB tăng 1.000 đồng lên 279.000 đồng một cổ phiếu. Ngoài ra còn có các mã blue chip tăng điểm khác như VIC, GAS, MSH. Về mặt nhóm ngành, cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán tiếp tục dẫn dắt thị trường. Với các thông tin cơ bản như tăng chỉ số dự phòng rủi ro, tăng tổng vốn của ngân hàng khiến cho nhóm cổ phiếu vua này tiếp tục được các nhà đầu tư giải ngân. Thanh khoản của VN Index có phần nào sụt giảm so với phiên trước nhưng vẫn ở mức khá 3.400 tỷ đồng. Chỉ số chốt tuần ở mức 975,34 điểm. Chỉ số Hà Nội gần như xoay quanh mốc tham chiếu trong suốt thời gian giao dịch. Top 5 mã cổ phiếu có giá trị giao dịch cao nhất sàn này là PVS, TNG, VCS, ACB và SHB. HNX Index hiện vẫn xoay quanh mốc 104 điểm với 23 triệu cổ phiếu đã được giao dịch trong phiên cuối tuần. Khối ngoại mua ròng 58 tỷ đồng trên sàn HOSE và mua ròng hơn 0,2 tỷ trên sàn HNX ở các cổ phiếu PLX, KBC và SHB. Các chỉ số chính của thị trường chứng khoán châu Á tăng nhẹ vào phiên cuối tuần ngày hôm nay khi các chào mừng quý vị đang quay trở lại và tiếp tục theo dõi bản tin FBNC thứ 6 ngày 5 tháng 7. Thưa quý vị, hàng trăm cơ quan doanh nghiệp ở Quảng Ngãi đang rơi vào cảnh khốn đốn vì bị truy thu tiền thuê đất sau nhiều năm sử dụng. Nguyên nhân là do sự thiếu sót của một số cơ quan quản lý chức năng. Năm 2002, Công ty Cổ phần Tư vấn Khảo sát và Xây dựng số 4 ký hợp đồng thuê đất với Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Quảng Ngãi trong thời gian 30 năm. Mỗi năm phí thuê đất là hơn 34 triệu đồng. Tuy nhiên, đầu năm 2019, doanh nghiệp bất ngờ nhận thông báo của ngành thuế truy thu tiền thuê đất gần 852 triệu đồng. Thế nhưng mà nếu muốn thu lại thì doanh nghiệp hồi bây giờ không thể được, là phải thu lại từ tất cả các đơn vị. Thu lại thứ nhất là thu là bây giờ lại phải cơ quan thuế phải tính lại cái thu nhập doanh nghiệp cho mình, điều hành hóa hết cả năm rồi, báo cáo tài chính hết cả năm rồi, cho nên là rất khó. Mà một doanh nghiệp mà đóng một lúc mà từng ngày tiền thì lãi có được 800-900 một tức, rất là khó cho doanh nghiệp mà thực hiện được. Theo Nghị định 46 của Chính phủ, quy định về tiền thuê đất, thuê mặt nước thì đơn giá cho thuê sẽ được ổn định giá trong 5 năm đầu, sau đó mới điều chỉnh lại đơn giá. Tuy nhiên, suốt trong thời gian dài, 238 thuê đất của 114 doanh nghiệp thuê đất đã hết thời gian ổn định đơn giá nhưng chưa được ký hợp đồng, xác định lại đơn giá mới. Trong đó, nhiều doanh nghiệp phải truy thu thêm số tiền hàng tỷ đồng. Cái cơ quan mà theo dõi là nó cũng không sát. Thứ hai nữa là từ đầu như chỉ như mình nói đó là cái việc mà giao cho văn phòng đăng ký rà soát thì văn phòng phát sinh cái nhiệm vụ trong cái thời gian từ tháng 3, tư vừa rồi là rất là nhiều. Một số huyện, một số chi nhánh ví dụ như Bình Sơn là cái khối lượng công việc nó tăng lên gấp 3, gấp 2, gấp 3 lần. Dẫn đến là phải ý văn phòng tỉnh phải điều người để ra giải quyết thêm. Cho nên là những cái việc khác thì nó cũng có chậm. Vì chậm trễ tắc trách của một số cơ quan quản lý đã làm cho nhiều doanh nghiệp, đơn vị điều đứng, để lại nhiều hệ lụy thất thu ngân sách nhà nước. Điều này cũng sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến môi trường đầu tư kinh doanh. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã triệt phá một ổ cờ bạc quy mô lớn bằng hình thức đánh bài poker do người nước ngoài cầm đầu. Công an đã tạm giữ 37 đối tượng để tiếp tục điều tra.
Sau thời gian theo dõi, khuya ngày 30 tháng 6, đội 5 phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an thành phố Hồ Chí Minh kết hợp công an quận 2 đã đột kích bắt quả tang hàng chục đối tượng đang đánh bài poker tại một căn nhà nằm trên con đường Quốc Hương, quận 2. Công an đã thu giữ tang vật gồm hơn 500 triệu đồng, nhiều ô tô, xe máy và các thiết bị phục vụ cho việc đánh bạc, đồng thời tạm giữ 37 đối tượng người Việt Nam và người nước ngoài. Qua điều tra ban đầu, sông bài poker này do đối tượng Lee Song Jin, quốc tịch Hàn Quốc cùng với những người làm thuê của Jin đứng ra tổ chức. Sông bài hoạt động mỗi ngày từ sáng đến tối với hai bàn chơi cash và một giải đấu tua. Giá trị tiền cược mỗi ván có khi lên đến hàng trăm triệu đồng. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ. Kính thưa quý vị, rút ngắn thời gian triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng là vấn đề cấp thiết đối với thành phố Hồ Chí Minh. Điều này xuất phát từ bức xúc kiến nghị của cử tri về vấn đề giá bồi thường quá thấp so với mặt bằng chung. Để tháo gỡ khó khăn này, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa mới có chủ trương xây dựng bổ sung một số cơ chế chính sách về bồi thường, giải phóng mặt bằng. Theo đó, thành phố sẽ bổ sung hình thức chế tài thực hiện đối với các trường hợp dự án có quyết định thu hồi và tạm giao đất để bồi thường, giải phóng mặt bằng mà thời gian bồi thường giải phóng mặt bằng kéo dài, tránh trường hợp dự án chậm triển khai ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân. Thành phố cũng sẽ xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thực hiện các chương trình chỉnh trang và phát triển đô thị, giảm ngập nước và chương trình giảm ùn tắc giao thông. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đồng Nai, thì tính đến đầu tháng 7 2019, toàn tỉnh ghi nhận hơn 3.700 ca mắc sốt xuất huyết, tăng hơn 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Từ ngày 28 tháng 6 đến ngày 4 tháng 7, toàn tỉnh ghi nhận hơn 160 ca mắc, tăng 30% so với tuần trước đó. Trong đó, địa phương có số ca mắc nhiều nhất là Biên Hòa, Vĩnh Cửu và Trảng Bom. Năm nay có rất nhiều ca mắc sốt xuất huyết là người lớn. Nguyên nhân do nhiều bệnh nhân chủ quan khi thấy sốt mệt đã tự đi mua thuốc về điều trị, đến khi bệnh nặng mới nhập viện để cấp cứu. Ghi nhận tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, có tới 50% số bệnh nhân nhập viện ở giai đoạn muộn. Ngành Y tế Đồng Nai khuyến cáo người dân, hiện đang vào đầu mùa mưa là thời điểm bệnh sốt xuất huyết tăng cao, do đó người dân không được chủ quan. Khi có những triệu chứng như sốt, nhức mỏi người, chảy máu chân răng, mũi, phải đến các cơ sở y tế gần nhất để kiểm tra, điều trị bệnh, không tự mua thuốc về điều trị, tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra. Theo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Đồng Nai, thì đến nay, cơ quan này đã phối hợp cùng với các ban ngành chức năng tiến hành chi trả cho gần 1.000 khách hàng gửi tiền tại 5 quỹ tín dụng nhân dân đang bị kiểm soát đặc biệt, bao gồm Thái Bình, Tân Tiến, Thanh Bình, Dầu Dây, Quảng Tiến, với số tiền hơn 316 tỷ đồng. Hiện vẫn còn nhiều người gửi tiền tại các quỹ tín dụng nhân dân đang kiểm soát đặc biệt chưa được chi trả tiền. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Đồng Nai tiếp tục chỉ đạo các đơn vị liên quan làm việc với những ngân hàng thương mại tham gia xử lý quỹ tín dụng để có nguồn tiền chi trả cho người dân. Việc chi trả tiền cho người dân gửi tiền tại các quỹ tín dụng nhân dân đang kiểm soát đặc biệt được thực hiện nhanh, đảm bảo quyền lợi của khách hàng, góp phần duy trì an ninh trật tự. Muốn đưa doanh nghiệp phát triển đúng định hướng thì các chủ doanh nghiệp phải thực hiện đánh giá lại kết quả đã đạt được trong kế hoạch dài hạn của mình ở 90 ngày qua và những việc cần phải thực hiện trong 90 ngày tới. Đây là phương pháp được các chuyên gia đến từ thương hiệu huấn luyện doanh nghiệp Action Coach CBD Firm chia sẻ tại chương trình huấn luyện lập kế hoạch Planning Bootcamp. Planning Bootcamp là chương trình huấn luyện lập kế hoạch hành động và phát triển bản thân dành cho chủ doanh nghiệp do Action Coach CBD Firm tổ chức định kỳ 3 tháng một lần. Tại đây, các chủ doanh nghiệp sẽ đánh giá lại kết quả đã đạt được trong kế hoạch dài hạn của mình trong 90 ngày qua và những việc cần thực hiện trong 90 ngày tới để đưa doanh nghiệp tiến tới mục tiêu dài hạn. Theo các chuyên gia, kinh doanh là một con đường rất dài, do đó các chủ doanh nghiệp phải đánh giá kết quả đạt được ở mỗi kỳ ngắn hạn để nhìn nhận những thiếu sót hay sai lầm trong quá trình thực hiện các mục tiêu ngắn hạn, từ đó rút ra kinh nghiệm cho việc thực hiện mục tiêu ở các kỳ tiếp theo. Như vậy, việc đánh giá kết quả là điều tất yếu mà các doanh nghiệp phải thực hiện. Bên cạnh đó, tại buổi hội thảo, các chủ doanh nghiệp cũng đã có dịp giao lưu với đại diện của các doanh nghiệp đạt giải thưởng tại Hội nghị Kinh doanh và trao giải thưởng doanh nghiệp diễn ra tại Việt Nam vào đầu tháng 7 vừa qua, để trao đổi về kinh nghiệm giải quyết những vấn đề thực tiễn mà doanh nghiệp mình đang đối mặt. Có mặt tại thị trường Việt Nam từ năm 2016, Action Coach CBD Firm đã gặt hái được nhiều thành tựu đáng kể trong lĩnh vực huấn luyện doanh nghiệp và trở thành cái tên được nhiều chủ doanh nghiệp tin tưởng lựa chọn. Thưa quý vị, quần thể danh thắng Tràng An được công nhận là di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới vào năm 2014. Đây là điều kiện thuận lợi nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức đối với việc quản lý di sản tại địa phương, nhất là việc cân bằng giữa lợi ích cộng đồng và việc bảo tồn phát huy giá trị di sản. Theo thống kê của Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình, hiện có khoảng 50.000 cư dân đang sinh sống trong khu di sản và thường xuyên có hàng nghìn khách du lịch lưu trú ở các homestay, nên việc bảo tồn và phát triển tạo ra một số xung đột cục bộ. Về phía huyện Hoa Lư chúng tôi thì chúng tôi cũng sẽ cố gắng là thực hiện các cái quy định của pháp luật đối với bảo vệ di sản. Cái thứ hai nữa là đảm bảo cái hài hòa cái lợi ích giữa công tư
doanh nghiệp với người dân, và đặc biệt nữa là bảo vệ cảnh quan môi trường cũng như là các cái điều kiện về an ninh trật tự để làm sao cho cái khu di sản thực sự mang tầm vóc là di sản thế giới. Cuối năm 2018, Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình đã ban hành quy chế tương đối đầy đủ và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực quản lý di sản Tràng An. Trong đó đề cập nhiều đến những quy định về quản lý các hoạt động xây dựng trong khu vực di sản, bao gồm cả vùng lõi và vùng đệm. Hiện nay thì Ninh Bình là một trong những tỉnh đi đầu trong việc mà xây dựng được cái bộ quy chế tương đối là đầy đủ và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực để quản lý di sản. Vì có một cái điểm nữa là di sản Tràng An là một di sản hỗn hợp gồm cả văn hóa và thiên nhiên nên nó chưa có cái tiền lệ ở các cái khu di sản khác ở Việt Nam để chúng ta có thể chia sẻ và học hỏi kinh nghiệm. Ninh Bình đã chủ động sáng tạo trong việc thực hiện mô hình hợp tác công tư trong bảo tồn, phát huy giá trị di sản. Thông qua mô hình này, dưới sự quản lý của nhà nước, doanh nghiệp và người dân trực tiếp tham gia sáng tạo, cung cấp và phổ biến các sản phẩm văn hóa, du lịch có hàm lượng trí tuệ thỏa mãn nhu cầu thụ hưởng văn hóa ngày càng cao của công chúng. Làm sao phải giúp cho người dân nhận thức và tham gia một cách tích cực mà theo cái hướng xây dựng để người dân có thể cũng là trở thành một chủ thể của quá trình bảo tồn, nhưng bên cạnh đó là tạo được những cái sinh kế cho người dân ở trong vùng di sản nhưng mà vẫn phải đảm bảo được bảo vệ được cái giá trị của di sản. Không thể phủ nhận quá trình hình thành lên vùng di sản Tràng An, ngoài những yếu tố thiên nhiên có sự gắn kết chặt chẽ và tác động của con người, một bài toán đặt ra cho tỉnh Ninh Bình là phải cân bằng giữa lợi ích của cộng đồng dân cư trong khu di sản gắn với bảo tồn và phát huy giá trị di sản một cách bền vững. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi đã kết thúc lại bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị có thể xem lại bản tin này và các bản tin đã phát trên kênh YouTube FBNC. Chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại.